Kia mình biết ra bị người ta quýnh. Quýnh xong mà đêm hôm qua không bớt ấy. Thì qua đây cũng có nhân viên thì em gặp. Thì ngày xưa giờ em cũng đi quay vlog bên kênh Phương Vlog. Em cũng gặp khá nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn. Và đặc biệt ngày hôm nay thì cái nhân viên em gặp ở đây, em cũng muốn đăng tải clip này lên. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Vâng, mọi người có thấy chàng thanh niên đang từ xa vác cái bao, trời thì đang nắng mà trên thân thở thì mặc cái áo mưa hơn cả nhà. Mọi người có thấy nhân vật này rất là đặc biệt không? Và bây giờ Phú Yên Vlog sẽ đối diện gặp cái nhân vật này. Đối với người bình thường chắc chắn sẽ cho rằng anh ta bất bình thường đúng không? Bây giờ mình sẽ gặp nhân vật này, mình xem thử anh ta có bình thường hay là không nha cả nhà. Wow, chào anh. Em. Trên tay anh đang nắm gì mà nhiều dữ à anh trai? Em gắn cái mic lên cái em. Anh đang lợm lon bia. Anh lợm lon bia hả? Ủa mà sao em thấy trời nắng như thế này mà anh lại mặc áo mưa lại? Tại vì anh bệnh hay yếu, anh phải bỏ mưa cho nó ấm hồi lạnh. Đây mọi người thấy chàng trai rất là lạ không? Hôm nay Phú Yên Vlog là rất là bản lĩnh, gặp mọi người lạ mà mọi người nhìn thấy khác được. Nếu mà người đi bộ chắc chắn gặp anh sẽ sợ hãi đấy. Không, anh lợm mà sợ hãi vậy cho mà anh lợm lo cha mẹ hết à. Dạ, anh dành ít thời gian để giao lưu cùng khán giả bên kênh Phú Yên Vlog nha anh. Đây, mọi người nhìn cái chàng trai này. Trời thì nắng mà mặc áo mưa, trên tay thì mang những cái chai nhựa, dây chai rất là nhiều rồi cả nhà. Mọi người thấy đồng cảm không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình hỏi kỹ với anh nha. Anh, tại sao anh giới thiệu về mình đấy? Rồi em sẽ mới hỏi đi sâu hơn câu chuyện. Anh hả? Dạ. Anh mình đâu mà là mình đâu là không được. Rồi làm bị trai chứ chứ. Cho anh tên gì? Anh tên Sáng. Sếp hả? Họ tên của anh luôn ấy. Họ tên là Nguyễn Đình Sáng. Nguyễn Đình Sáng nè. Sáng hay là sếp? Sáng, chủ ý là chờ Sáng á. Sáng, anh Sáng. Anh bao nhiêu tuổi anh Sáng? Sáng này anh này 41, 42 tuổi đâu. 42 tuổi hả? Mà sao anh phải chọn lựa cái công việc như thế này vậy? Anh có thể anh tại vì hầu anh là hầu trúng đường rồi em ạ. Thì anh đi làm nhựa dây chứ. Dạ. Anh công Sáng ý là sao mà anh phải đi làm như thế này? Thì bây giờ không bây giờ bác sĩ cho không có cho làm năng nữa, không anh dắt lúa ấy, bây giờ bệnh đâu làm được ấy. Dạ. Bây giờ bác sĩ biểu làm nhẹ nhẹ cho không có cho làm năng nữa. Tức là trong người mình có bệnh hả? Có cái bệnh. Là bệnh bẩm sinh hay là sao? Bệnh bị tâm thần. Bị tâm thần, không nhớ không? Dạ, tức là anh có chú ý tâm thần. Chú ý tâm thần. Mà sao phải ra nông nội đấy anh? Hả? Ý là làm sao anh phải bị như thế này? Bị người ta quấn anh. Ai quýnh nào quýnh chi ốc không nhớ hồi không? Lâu rồi hả? Lâu 10 năm một. Dạ, tức là từ thời thanh niên hơn. Còn thanh niên hồi mười mấy tuổi á, bị quýnh đấy. Lúc ấy làm gì đỡ bị quýnh? Tết ơi, ra đường chăm nhà ấy, làm dịch ra biết ra bị người ta quýnh. Quýnh xong mà đêm hôm qua không bớt ấy. Thì ra tỉnh nằm, mày không có bác sĩ kia anh cũng chết đâu. Là sao? Ý là Tết là sao anh? Ý là Tết nhà đang làm dịch ra ấy. Dạ. Quýnh không kia biết ra bị người ta quýnh. Quýnh xong đáy ra máu. Dạ. Máu xong rồi ra vài ngày không bớt rồi ra tỉnh nằm tiếp nữa. Không có dạ. Không có bác sĩ là lo hộ cho anh chết đâu rồi đó. Tội hơn anh. Bởi vậy do bác sĩ nói bây giờ như thân phận giờ anh đi làm rồi, cha mẹ lớn tuổi chưa? Lớn rồi, cho cha còn sống rồi, mẹ thì năm mấy rồi. Về hết rồi. Rồi cha mẹ anh ở nhà làm gì? Cha mẹ xe không có chuyện làm, ai kêu đi làm kêu thâu. Mẹ thì nội trời nấu cơm ăn ấy. Dạ.
Và anh đi làm về ngay anh lợp được nhiêu không? Anh lợp mà giao cho mẹ bán kiếm tiền mua gạo ăn. Em cũng đố không có ruộng để làm ấy. Một ngày mua gạo ăn. Như anh lợp ngay được mấy bao như vậy? Anh lợp hầu trong bánh hầu 2 bao. Mà bán như vậy được nhiêu tiền đâu ta? Bán đủ mua gạo à, đủ cũng trên trả cho gia đình à. Anh đi nhiều chỗ không? Đi chỗ đi mai nghỉ, tại quần này mình cố gắng đi mai nghỉ. Dạ. Cố gắng lo cha mẹ cho giờ, cha mẹ già đâu. Anh Sáng trong cái thân phận là một người con như thế này, đang vướng phải căn bệnh thì theo những người ta xét là anh bị tâm thần mà nhẹ lúc nhớ lúc quên, mà trong suy nghĩ bây giờ tỉnh táo anh lại có trách nhiệm có hiếu để đi làm nhôm nhựa nè cả nha, để lo cho cha mẹ. Thì mọi người có suy nghĩ như thế nào về một người con như thế này? Anh Sáng năm nay đã 41 tuổi rồi đó cả nha. Thì qua đây cũng có nhân duyên thì em gặp, thì ngày xưa giờ em cũng đi quay vlog bên kênh Phương Vlog, em cũng gặp khá nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn. Và đặc biệt ngày hôm nay thì cái nhân duyên em gặp ở đây, em cũng muốn đăng tải clip này lên để đâu đó thì các mạnh thường quân phương xa họ có thấy được cái hoàn cảnh thực sự anh, nếu mà nhân duyên đến thì họ sẽ giúp đỡ cho anh. Thì ở đây anh Sáng, anh có thể có nhớ số điện thoại của anh không? Anh có dùng được anh điện thoại số không? Điện thoại cha anh không à, cho anh không nói chờ anh. Anh nhớ số điện thoại của cha anh luôn à. Thì nhân tiện qua đây thì anh đọc số điện thoại của cha anh lên. 070-232-0146 070-232-0146 là số điện thoại của cha anh Sáng à. Và anh Sáng có nhớ cái địa chỉ của nhà mình ở không? Anh đọc rõ là số chỗ đất thầy chấm nhờ vô chỗ nhà mà nhà máy đế là tới nhà anh. Dạ, tức là thôn Thạch Chấm à. Xã Hòa Sơn gì? Phường Hòa Sơn Tây. Phường Hòa Sơn Tây, thị xã Đông, Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây nha mọi người, hình ảnh một người con trai vướng phải bệnh tâm thần nhưng mà rất là có hiếu với cha mẹ. Anh đi làm gì hàng ngày có ai cho anh đồ gì không? Có cho nhiều khi là cho 50.000, 20.000 ngày đấy anh cũng đưa cha mẹ hết à. Dạ. Anh cũng ít tiêu lắm. Người con hiếu hảo cha mẹ mà. Dạ. Thôi em cũng dành ít thời gian á. Em cũng chúc cho anh trong cuộc sống sắp tới có những cái điều may mắn đến với anh nha. Được rồi. Để không vướng phải cái thời gian làm việc của anh ạ. À.